Rồi, hello Vương Mô Tô xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với kênh YouTube của Vương Mô Tô nha. Lời nói đầu tiên cho Vương Mô Tô xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chúc tốt đẹp nhất tới các anh ha. Rồi, Vương Mô Tô là một kênh chuyên mua bán xe mô tô phân khối lớn và phân khối nhỏ đâu qua sử dụng. Số điện thoại của em là 0906859709, có gắn Zalo ha. Anh em ở xa thì có thể kết bạn Zalo ha. Để xem chi tiết hơn. Rồi, cửa hàng mình chuyên phục vụ anh em những dòng xe cruiser, những dòng xe hải quan, những dòng xe chính ngạch sang tên được ha. Bên cửa hàng mình sẽ nhập về để phục vụ anh em nha. Bên mình đặc biệt bán xe có hỗ trợ vận chuyển cho anh em tất cả 64 tỉnh thành. Anh em chỉ cần xem video và cọc ha, đặt cọc ha, mình sẽ chuyển xe đến tận nhà. Sau khi anh em nhận xe rồi anh em mới giao tiền ha. Hồ sơ thì bên em chuyên bán những dòng xe hồ sơ chính chủ, hải quan chính ngạch, rút gốc sang tên toàn quốc. Tất cả những dòng xe bên em bán ra đều được sang tên hết nha quý khách. Rồi, thủ tục mua bán thì bên em hồ sơ thì bên em tự lo tự rút cho quý khách hết. Quý khách chỉ cần việc ở nhà và nhận xe và nhận hồ sơ thôi nha. Rồi, đến với chủ đề chính hôm nay, cửa hàng mình mới về một chiếc xe Honda Rebel 250 nhập hải quan. Con này là xuất Mỹ nha. Con này là được nhập từ Mỹ về thị trường Việt Nam 2004. Màu đỏ bọc đô. Con xe còn khá là đẹp ha. Những dòng xe đời nhập Mỹ đời này thì anh em tài chính cũng không cần nhiều lắm đâu. Con này tài chính nó dưới 200 triệu là anh em sở hữu được rồi ha. Và chính xác của nó là 190 triệu ha. 190 triệu cho con xe Honda Rebel nhập Mỹ đời 2004 của nhà Honda. Rồi mình đi vô chi tiết cho anh em ở xa xem kỹ và chốt cọc để mình chuyển xe ha. Con này là con 204 tem bạch tuộc ha, rồi màu đỏ bọc đô. Tất cả đồ trên xe zin theo xe hết 100% ha. Con xe này là máy móc chưa rớt đầu, chưa rớt máy giữa ha. Má còn xanh lè hết ha. Ron đầu và ron giữa còn nguyên si. Nắp nồi thì theo năm tháng thì nó có 1-2-3 chỗ lờ mờ thôi, chứ nói chung là cũng còn sáng lắm, còn đẹp lắm. Nhìn kỹ thì còn đẹp, ốc vít thì len keng rồi. Con này dàn chân ốc vít thì khá là đẹp rồi. Đây, bô zin ha. Tem gấp còn nguyên si hết. Buộc trước buộc sau còn khá là đẹp nha. Rồi có đắng tay nắm xe để dắt cho nó dễ dàng ha. Rồi đèn xi nhan phía sau thì được gắn bảo vệ ha, cho dắt ra dắt vô cho nó khỏi gãy ha. Bảo vệ xi nhan đầy đủ, yên tựa lưng ha, tựa lưng sau đầy đủ. Cặp kính theo xe ha, cặp kính zin theo xe mà để in Japan ha. Đây, cặp kính zin theo xe nha quý khách, khá là đẹp. Chừng tháng chừng cao su rồi còn bóng luôn á, còn phắn luôn á, khá đẹp ha. Phục trước đây, phục trước ha, khá đẹp ha. Cặp vỏ trước và vỏ sau là đi đô lớp của Nhật nha. Con này đô lớp của Nhật chứ không phải của Indo nha. Cặp vỏ đô lớp Nhật ha, cài gió còn luôn, cài gió còn dày lắm nè. Lớp vỏ là mới tinh luôn. Đó, lốp vỏ là còn ra gió dày lắm nha quý khách. Đĩa thì còn khá là dày nha, không cái mỏng không biết là dày ha. Đây liền in theo xe ha, theo dầu còn khá là đẹp luôn. Ốc vít là còn màu nha, còn bảy màu nha quý khách nè ha. Ốc vít là còn bảy màu luôn ha. Một con xe của nhà Honda quá huyền thoại luôn. Honda Rebel thì chắc anh em đam mê xe những dòng cruiser thì không có anh em nào mà không biết đâu. Nó khá là nổi tiếng rồi. Cốp sao ha, cốp thông khá là đẹp nha. Nắp nồi ha, nhìn những cái gác chân ha, còn phắn luôn ha. Lao ra ha, còn phắn luôn ha. Lao ra rất là sáng luôn. Rồi ốc vít thì sáng sủa ha, không có xuống ha, còn đẹp, khá đẹp. Dàn sườn, dàn lóc, dàn vô khá là đẹp nha. Con
xe này là khá cực kỳ, đồng thanh đồng thủ ha, đều xe, yên rất là bự, ngầu rất là thoải mái ha, phía trước phía sau. Con này đồng hồ km, đồng hồ km là 13.000 mai ha, tương đương với 16-17.000 km mình. Đồng hồ Mỹ là dùng xài mai nha quý khách, mai ha. Cùm heo dầu là còn khá là đẹp nha, chữ rất là rõ ràng nè, con ốc nè, con ốc heo dầu nè, chưa đụng tục vít chưa luôn, khá là đẹp. Cùm và tay nắm cũng còn khá đẹp nha. Kiến zin theo xe, đèn thì nóc sáng bóng ha, xi nhan trước sau còn nguyên xi. Trước sau còn nguyên xi ha, mình ra bàn hết nha, ra bàn hết ha. Con này hồ sơ mình đã cầm sẵn bên cửa hàng ha, anh em nào mua bán mình xuất hóa đơn liền trong ngày ha. Honda Rebel sang tên toàn quốc nha, 250 xuất Mỹ ha, đời 2004, 190 triệu nha quý khách, 190 triệu là quý khách sở hữu một chiếc Honda Rebel Nhật Mỹ rồi ha. Rồi mình qua đây mình test cái máy lên ha, mình quay hết cái này rồi mình qua mình test máy ha, quay cái dáng toàn foam của cái xe cho quý khách xem ha. Đây nguyên foam ha, đó, anh em thấy đẹp không? Mình thấy khá là đẹp nha, mình thấy mình rất là thích luôn, cực kỳ đẹp. Rồi mình đi vô đây mình test cái máy lên ha. Máy nổ rất là êm nha quý khách, hồ nổ rất là hay nha. Điện đèn còi đầy đủ ha, anh em về có việc đổ xăng chạy thôi nha. Rồi mình xin phép tắt máy nha. Máy này nổ khá là êm, hồ nổ khá là vững tay. Rồi mình tắt máy thôi. Rồi anh em nào thích thì liên hệ theo số điện thoại 0906859709 nha, có gắn Zalo luôn nha quý khách. Anh em ở xa quá thì có thể kết bạn Zalo mình gửi hình chi tiết qua xem. Anh em nào mới vào kênh thì nhớ đăng ký kênh ha, để theo dõi những video sau bên mình nha. Anh em nào theo dõi lâu rồi thì cho mình xin một lượt chia sẻ và một lượt thích ha, để mình có động lực ha. Mình rất cảm ơn anh em quý khách đã tin tưởng và ủng hộ trong thời gian qua. Rồi anh em là thích thì liên hệ chốt cọc ha. Một lần nữa Vân Mô Tô xin cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em một ngày làm việc thật là vui vẻ ha. Chào tạm biệt, hẹn video sau nha.